điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Video này chúng ta sẽ nói về dòng cân treo ZZE 3 tấn anh chị ha. Ở đây nó có cái pin hole anh, ví dụ giữ số, giữ số. Ví dụ như ở đây mình bấm cái là nó hole rồi, anh thả xuống thì nó vẫn cái số nó vẫn còn yên, em thả hết xuống đi. Là cái tính năng đó, tính năng giữ số. Để lấy hàng xuống thì cái số nó vẫn còn để ghi á. Nói về cân treo điện tử thì gần như chúng ta có 4 mẫu phổ biến. Đầu tiên là dòng cân HI. Đặc điểm nhận dạng là cân này có 2 nút bấm, được gọi là cân 2 nút và gần như là giá rẻ nhất trong tất cả các dòng cân công nghiệp, cân treo công nghiệp. Tốt hơn nữa thì chúng ta lại có cái dòng cân ZZE mà chúng ta đang quan tâm đây. Và nhiều tiền hơn thì chúng ta có dòng cân OCS màu bạc, hay nhiều tiền hơn nữa thì chúng ta lại có ZWZC màu vàng. Thì để xem những cái video clip của những dòng cân OCS màu bạc hay là ZWZC màu vàng thì anh chị cứ kéo xuống bên dưới cái phần mô tả của video này á, cân điện tử Gia Phát đã đặt để những cái đường link của những cái dòng cân này, thì anh chị có thể click vào đó để xem thêm, chúng ta có nhiều cái thông tin hơn về những dòng cân này, rồi lúc đó chúng ta sẽ lựa chọn cái dòng cân nào phù hợp nhất. Nhưng mà những anh chị nào đã vừa ý với dòng cân ZZE 3 tấn này thì phần lớn là những anh chị đó đã vừa ý với cái màn hình LED đỏ lớn hơn cả. Rồi cái cân này nó gọn và nó nhẹ hơn so với những dòng cân khác, thì nó linh động hơn trong quá trình sử dụng, hay là nó linh động hơn khi mà mình mang theo xe tải mình cân hàng công nghiệp bên ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ đến công ty Thiên Kim Sắt để xem là cái cân này được sử dụng thực tế nó như thế nào anh chị ha. Cái số nó vẫn còn yên, em thả hết xuống đi. Là cái tính năng đó, tính năng giữ số.
để lấy hàng xuống thì cái số nó vẫn còn để ghi á. Xem qua cái video clip cân thực tế, cân treo CCE 3 tấn mà cân điện tử Gia Phát đã giao cho công ty Thiên Kim Sắt ở Đồng Nai. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy cái cân này nó hữu ích, nó đúng với cái nhu cầu sử dụng của mình và mình cần mua đó, thì anh chị hãy gọi nhanh đến số hotline hiển thị trong màn hình, đó là 0909 899 833. Đây là số hotline quen thuộc của công ty cân điện tử Gia Phát anh chị ha. Và cân điện tử Gia Phát sẽ giao nhanh cái cân này đến anh chị nhanh nhất có thể ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video này nó hữu ích, nó mang đến cho anh chị những thông tin hữu ích, thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn những video clip mới nhất từ kênh Tự Gia Phát về hướng dẫn sử dụng hay là về sửa kênh điện tử anh chị ha. Một lần nữa, kênh điện tử Gia Phát chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.